tiền 8.0, kiếm tiền 8.0 sẽ gửi đến chương trình IRAP nhận 80 token CBKR. Đầu tiên quản lý chính quyền liên bang tại bấm nút ta nhà lướt cấp tra. Sau khi lướt cấp tra xong, các bạn join kênh Telegram này nè, rồi follow theo và request test lại cho nó cái bình luận các bạn. Rồi các bạn join kênh thứ hai của nó nè. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn form của nó nè. Các bạn lưu ý vào mail hộp thư gác, hoặc không có thì hộp thư chính các bạn verify mail các bạn. Rồi các bạn bấm submit DSN, rồi các bạn ghi là cái username của nó. Rồi một này thì các bạn ghi là cái username theo word của mình các bạn. Rồi địa chỉ email mà đăng ký cái sàn các bạn. Rồi bắt địa chỉ với GC20 vô. Rồi các bạn bấm lại balance, các bạn nhận sẽ 80 token các bạn. Rồi các bạn lấy liên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân này nhận thêm token các bạn. Khoan để mình qua bên cái sàn này mình coi giá trị hiện tại của nó. Để mình xin up cái sàn này các bạn, mình coi giá trị hiện tại của nó. Các bạn chờ chút nữa các bạn. Trên cái size đó một đồng tôi cần CBKR bằng 0.037 của đen các bạn. Nó dài với GC20 các bạn có thể vào cái web này mà các bạn đổi luôn các bạn. Đây là một trang web để trao đổi tiền điện tử thôi. Rồi có một trang phơ nữa các bạn. Chúng trao đổi nè. Rồi vậy video mình kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.